bạn nha. Rất vui được gặp lại các bạn trong video hôm nay. Thì hôm nay mình tiếp tục xem những anh em còn ăn ghe thuyền qua cống nha các bạn. Đây là anh chàng đây các bạn đang ghe ra để mà chuẩn bị cái thủ tục vượt cống này. Em biết chạc gì nữa, hình như là chạc xe cuốc các bạn. Lúc này thì phía ngoài còn đang vô chiếc xà lan nha các bạn. Khi mà xà lan này vô xong thì hết cái luồng bên ngoài thì bên trong mình tiếp tục đi ra nha. Anh xà lan cái bên trước rất là đẹp. Anh xà lan này vô thì tiếp tục những anh em phía bên trong chạy ra các bạn. Chúc chị với lại hai bác lưu thần trong trên mọi nẻo đường nha. Quá đẹp luôn. Cứ 1-2 ngày là chỉ qua một lần nha các bạn. Thì mình sẽ xem cái luồng trong ra nha các bạn. Canh chẹt mà anh sầu trẻ bây giờ anh ra được tới ngoài này rồi.
cái lái xà lan phía sau.